Sách Phẩm Thánh dạy rằng: tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tựa thiên kim. Nhưng đó chỉ là lời giáo huấn của thánh hiền, đặt ra để tiêu biểu cho sự khinh tài trọng nghĩa. Chứ thật ra tiền có sức mạnh làm cho con người đổi dời tâm địa. Tiền có tài khiến cho thiên hạ bội bạc bất nhân. Có hạng người vì tiền mà mất nết hư thân, cũng có kẻ vì tiền mà lâm vào tội ác. Tiền có mãnh lực khiến xui cho tình thương tan nát, tiền có khả năng làm cho đạo nghĩa suy. Tiền thường khiến cho người đời làm điều bất chính, nhưng ai cũng lặng lối tìm tòi nát trí khổ thân. Nhưng ai đua chen theo bạc tiền thì khó vẹn được chữ nghĩa chữ nhân. Nhân tình thế thái ngày nay, người đời thường nói: có tiền dù xấu cũng xinh, không tiền dù tốt có cũng khinh thân hèn. Có tiền dù xấu cũng khen, không tiền danh cũng sen trong đồng. Hay nên lắm kẻ thay lòng, lắm người phản chỗ chạy theo kim tiền. Anh em dành của đoạt điền, bạn bè bội tính, chỉ vì tiền mà ra tiền ơi. Mày có biết chăng tiểu nhân cũng lên bậc thượng tăng sang ca. Người quân tử không tiền thay tình thiên hạ cũng rẻ khinh. Tiền có tài đổi nhục làm vinh, tiền có sức mạnh biến đen thành trắng. Bởi có câu: phú quý sanh lễ nghĩa, bần cùng sanh đạo tặc. Tiền tiền là sức sống của thế nhân, nên lắm kẻ chạy theo tiền mà chẳng kể gì tội ác. Người ta khổ sở tạo ra đồng tiền nén bạc, mà chẳng bao giờ suy nghĩ răng đen. Tiền ơi, tài chi mà thế nhân
tâm quên mình. Trên dương thế vô tiền thì tắc tử, người trần gian hữu bạc thì tắc sanh. Tiền không quý báo chi mà thiên hạ mãi giật dành, tiền không có tài phép chi mà người đời vẫn lũy cầu ngương vòng. Những người trên dương thế trót sinh ra trong hoàng vô, thì dù muốn dù không cũng chẳng ai vượt qua ai chữ kiếm mơ tiền. Trừ ra những hạng thân cao đạo đức chân hiền, họ chỉ thấy đời người là kiếp sống tạm và đánh giá kiếm tiền như đám phù vân. Có hạng người mượn cảnh Phật làm kế dung thân, lợi dụng lầm dân tơi quyên tiền góp của, chốn thiền môn mà tiền còn đeo đẳng thì hỏi thế gian làm sao thoát khỏi chớ kiếm tiền. Đồng tiền e có gội nhuận được dài